ở Việt Nam chúng ta, đó là việc dựng vợ và gả chồng cho con, đó là quy luật. Và ngày hôm nay với những người làm cha làm mẹ của đại diện đôi bên gia đình là những người vui nhất khi thấy Việt Cường, Lệ Hằng hai bạn đã chính thức khôn lớn và trưởng thành. Và về phía gia tộc họ nhà trai đang đứng cạnh chú rể Việt Cường, tôi xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của ông Lò Văn Hinh, bà Lò Thị Hinh. Xin mời ông bà cùng bước lên để chúng ta đều được biết gia đình họ nhà trai ạ. Và về phía gia tộc họ nhà gái từ mảnh đất Trà Cang, Nam Bộ, xin được trân trọng giới thiệu có những người làm cha làm mẹ và các quý vị đại biểu trở về tham dự chương trình lễ thành hôn hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của ông Lèng Văn Vinh, bà Thùng Thị Liêm. Xin mời ông bà cùng bước lên để cúi chào tới toàn thể hôn cưới. Quý vị và các bạn đang xem video trên kênh YouTube U Vang Mừng Trời Camera Lò Anh Nhàn. Chúc quý khách hàng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Lò Anh Nhàn. Chúc quý vị và các bạn xem video vui vẻ. Kênh U Vang Mừng Trời là kênh chuyên quay phim chụp hình các sự kiện như đám cưới, tân gia, lễ tạ ơn, lễ mừng thọ và nhiều sự kiện khác theo yêu cầu của quý tân khách. Quý vị và các bạn có nhu cầu quay phim chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc để làm kỷ niệm vui lòng liên hệ trực tiếp với Camera Lò Anh Nhàn theo số điện thoại 0817 848 111. Xin chân thành cảm ơn.
Quý vị và các bạn đang xem video trên kênh YouTube U Vang Mừng Trời Camera Lò Anh Nhàn. Chúc quý khách hàng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Lò Anh Nhàn. Chúc quý vị và các bạn xem video vui vẻ. Kênh U Vang Mừng Trời là kênh chuyên quay phim chụp hình các sự kiện như đám cưới, tân gia, lễ tạ ơn, lễ mừng thọ và nhiều sự kiện khác theo yêu cầu của quý tân khách. Quý vị và các bạn có nhu cầu quay phim chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc để làm kỷ niệm vui lòng liên hệ trực tiếp với Camera Lò Anh Nhàn theo số điện thoại 0817 848 111. Xin chân thành cảm ơn. Điển trai với một bộ vest thật lịch sử, lịch lắm và vô cùng tuyệt vời. Xin được mời chú rể Viên Cường sẽ hiện diện trên sân khấu hôn trường hạnh phúc hôm nay. Xin mời. Đón nhận những món quà từ đại diện gia đình hội nhà gái. Sắp có ngày hôm nay ạ. Vâng, kính thưa để quý vị quan khách thân mến, và để câu chuyện tình yêu của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay được chính thức bắt đầu thì không thể thiếu đi được những sự hiện diện đến từ bậc làm cha làm mẹ, những người đã nuôi nấng dạy dỗ đến cô dâu chú rể của chúng tôi đến ngày hôm nay. Và ngay lúc này đây thì xin trân trọng giới thiệu lên sân khấu về phía đại diện họ nhà gái đến từ mảnh đất Trà Cang Đầm Vùng, có thân sinh phụ mẫu của cô dâu đó là bác Lèng Văn Vinh và mẹ là Thùng Thị Liêm, và về phía đại diện họ nhà trai đó là thân sinh phụ mẫu của
của chú rể là bố Lò Văn Hinh và mẹ là Lò Thị Hinh xin trân trọng kính mời các bác. Chúng ta sẽ cùng nhau trở về sân khấu. Thì xin kính mời đại gia đình của chúng ta sẽ cùng nhau nghiêng mình cúi chào đến toàn thể quý vị quan khách ạ. Và quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón đại gia đình hạnh phúc nhất của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Và quý vị thân mến, với những nét văn hóa đẹp của dân tộc Việt Nam chúng ta, đó là việc dựng vợ và gả chồng cho con, đó là quy luật. Và ngày hôm nay với những người làm cha làm mẹ của đại diện đôi bên gia đình là những người vui nhất khi thấy Việt Cường, Nàng Hằng hai bạn đã chính thức khôn lớn và trưởng thành. Và về phía gia tộc họ nhà trai đang đứng cạnh chú rể Việt Cường, tôi xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của ông Lò Văn Hinh, bà Lò Thị Hinh. Xin mời ông bà cùng bước lên để chúng ta đều được biết gia đình họ nhà trai ạ. Và về phía gia tộc họ nhà gái từ mảnh đất Trà Cang, Nam Bộ, xin được trân trọng giới thiệu có những người làm cha làm mẹ và các quý vị đại biểu trở về tham dự chương trình lễ thành hôn hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của ông Lèng Văn Vinh, bà Thùng Thị Liêm. Xin mời ông bà cùng bước lên để cúi chào tới toàn thể hôn cưới. Chúng tôi xin phép được trân trọng kính mời toàn thể các quý vị và chúng ta sẽ cùng thực hiện với tinh thần nghi thức vô cùng tuyệt vời trong chương trình đại lễ thành hôn của Việt Cường và Lê Hằng. Xin mời hai em sẽ tiến ra những tầng bánh ngọt phu thê để cùng cho hai bà trẻ chúng ta xin trân trọng kính mời. Vâng, xin được chào.